và đại bà học sinh thân mến. Em tên là Vũ Thị Thị Ca, học sinh lớp 1 cây 2. Hôm nay em rất vinh dự được tham gia hội thi kể chuyện thêm sách để hưởng ứng ngày sách Việt Nam. Lời đầu tiên em xin kính chúc ban giám khảo và quý thầy cô và toàn thể các bạn lời chúc sức khỏe, chúc hội thi thành công tốt đẹp. Kính thưa quý thầy cô, cuộc sống vốn rất công bằng. Nếu chúng ta cho đi yêu thương, chúng ta sẽ nhận lại rất nhiều điều tốt đẹp. Làm người, chúng ta phải biết yêu thương, buông lời, biết giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, họ nạn. Như thế, chúng ta mới có được cuộc sống vui vẻ, tốt đẹp. Ngược lại, những kẻ tham lam, độc ác sẽ nhận lấy hậu quả đích đáng cho những nghiệp họ đã gây ra. Trong cuộc thi kể chuyện thêm sách ngày hôm nay, em muốn nhắn nhủ thông điệp này đến tất cả mọi người qua câu chuyện của ác bầu tiên. Xin mời quý thầy cô và các bạn cùng lắng nghe. Ngày xưa có một đứa bé nghèo rất tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người, một vật quanh mình. Vì thế mùa xuân chim chóc kéo về làm được quanh nhà chú. Một hôm có con cáo tới bắt chim, một con ếch non lớn bị rơi xuống đất gãy cánh. Chú bé vờ đáo đến cứu chim non, chú phổ về nó, làm tổ cho nó và cho nó ăn. Chú chăm sóc tận tình nên én đã khỏi đau. Mùa thu từng đàn chim én bay về phương nam chẳng rẽ, én câu nhìn thấy pháo vang, nữa muốn theo đàn, nữa không muốn rời chú bé. Chú bé thiếu lòng chim nên bảo: em cứ bay theo đàn đi, kẻo mùa đông lạnh lắm, mùa xuân ấm, én về cùng anh. Chú bé tung én lên trời, chim én nhập đàn vui vẻ, nhưng nó vẫn không quên chú bé đã cứu mang cho nó trong lúc hoạn nạn. Mùa xuân tươi đẹp đã đến, én tìm về ngôi nhà đã đơn sơ. Nó vui mừng khi thấy chú bé ngồi đang sợp bữa xăng. Chim én xa chú, thả ướt mặt chú bé một hạt bầu. Chú bé đem ra hạt bầu trồng trong nhà. Hạt bầu nảy mầm thành cây, cây bầu đứng nhanh như thổi, nó ra hoa cánh trái. Nhưng thật kỳ lạ, có một trái bầu to khổng lồ, phải cả nhà chú bé chúng vào mới khiêng về nổi. Khi bộ trái bầu ra, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy đầy vàng bạc, châu báu và thức ăn ngon. Một tên nhị tham lam nghe được chuyện đó, nó bắt một con én phá gãy cánh và vừa thương xót đem chim én về nuôi. Mùa thu từng đàn chim én bay về phương nam chẳng rẽ, én cơn nhìn theo phong vân. Én tên gì vội vàng ném én lên trời và dặn: bởi vì én cô, một kiếm hạt bầu tiên về đây cho ta. Mùa xuân năm sau én trở về, nó mang cho tên gì một hạt bầu. Tên gì kiếm đem gieo và ngày đêm canh giữ. Khi quả bầu đã già, tên nhị cho khi về nhà
nên đúng với mọi người nghe và đóng chặt cửa. Một mình vỗ trái bầu, từ ruột bầu trắng chết bò, trắng chết bò ra, trắng chết tên gì thang ngang độc ác. Câu gì của em đến nay là hết rồi, câu gì khuyên chúng ta phải sống biết yêu thương, giúp đỡ người khác, không nên ngang ngang bất kể vì lợi ích mà làm hại đến người khác. Cuối cùng em xin kính chúc quý thầy cô và các bạn lời chúc sức khỏe và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và các bạn đã lắng nghe.